bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 12 tháng 12. Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông dài 13 cây số đã bắt đầu chạy thử nghiệm sau nhiều lần lỗi hẹn. Theo kế hoạch, mỗi ngày từ 6 đến 9 đoàn tàu hoạt động. Nhiều người dân Hà Nội cho biết họ khá háo hức được trải nghiệm thử tuyến đường sắt trên cao này. Tuy nhiên, vài người vẫn tỏ ra lo lắng về mức độ an toàn khi dự án này gặp quá nhiều trục trặc về kỹ thuật, vốn và đã trải qua gần 10 lần trễ hẹn đưa vào vận hành. Từ sáng đến chiều em thấy nó chạy qua rất nhiều lần. Em nghĩ là em cũng sẽ thử một lần. Thực ra là cũng khó quan tâm mà. Cho tới hôm qua. Chắc có chứ. Dạ có. Em có ạ, tại thế rất là nhanh và tiện lợi nữa. Tốt đấy, chào ạ, rất là tốt đấy. Thì bên này cố gắng là vì nó đường sắt là nó kéo dài quá rồi. Cố gắng là đi đầu năm 2021 ấy, đi vào khai thác thương mại là tốt nhất đấy. Hồng Bác là hy vọng như thế đấy. Thế tốt quá, dân tình rất là mong từ bao lâu rồi đấy. Anh em tôi ở ngay gần đây này, tôi cứ tưởng là phải khánh thành từ năm 14-15. Yêu cầu là các vị làm nào chuẩn lực, nói nào mà làm được để cho nhân dân phấn khởi. Tôi hy vọng là sẽ tốt và đỡ tắc giao thông ở tuyến dưới. Đấy thôi, chứ còn cô thì chắc là đi xe buýt thôi. Xe này cũng chưa biết là, nhưng cũng có thể là đi thử xem thế nào. Theo truyền thông nhà nước Loan thì trong thời gian 20 ngày vận hành sẽ có gần 600 nhân viên chia làm 2 ca làm việc, vận hành các hạng mục trong nhà ga và khu trung tâm điều hành, bảo dưỡng. Ngoài ra, có gần 200 chuyên gia Trung Quốc thuộc tổng thầu Trung Quốc và các nhà thầu lắp đặt thiết bị của dự án cũng có mặt trên tuyến để giám sát. Tuy nhiên, được biết, bước sang ngày thứ 3 của thời gian chạy thử nghiệm, phía tư vấn Pháp đã đưa ra một số lưu ý với phía tổng thầu Trung Quốc. Trong đó, phương án xử lý của phía Trung Quốc trong tình huống giả thuyết xảy ra cháy nổ bị tư vấn Pháp không đồng tình, khi cho rằng vấn đề an toàn cho hành khách là trên hết, trong khi phía Trung Quốc lại đặt nặng an toàn cho phương tiện. Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, giai đoạn chạy thử sẽ kiểm chứng độ an toàn hệ thống và năng lực vận hành của toàn bộ nhân viên. Căn cứ kết quả vận hành thử, trong quý 1 năm 2021, tư vấn Pháp sẽ có đánh giá riêng và nếu đạt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, họ mới cấp chứng chỉ cho dự án. Dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông được ghi nhận đã 8 lần hoãn kế hoạch vận hành thương mại và sau gần 10 năm khởi công, vào tháng 10 năm 2011 đã điều chỉnh mức đầu tư dự án hơn 868 triệu đô la. Ra cái việc vận hành vào ngày hôm nào thì rất quan trọng. Tối hôm nay thì là rất là muộn rồi. Nhưng mà vấn đề còn lại là sau 20 ngày cái hiệu quả đến đâu, cái khả năng là vận chuyển hành khách đến mức độ nào, thì tôi thấy đây là vấn đề cũng không hề đơn giản. Có thể rằng một vài ba ngày đầu thì rất là đông, nhưng mà sau đó thì sẽ giảm. Vì đi ở trên cao này như chúng tôi chẳng hạn đấy là đi lại rất khó khăn, nó không thuận lợi bằng đi các cái xe buýt truyền thống. Nên là tôi rất là muốn hôm nay là đi và hôm nào có chạy thử thì tôi cũng là sẽ đi dọc vài mấy lượt để trải nghiệm. Việc lùi hay chậm thì nó đã chậm từ lâu rồi. Vấn đề chung đấy để giải quyết vấn đề gì, tôi nghĩ là nó vẫn là cái thủ tục. Vấn đề thủ tục về bàn giao về kiểm nghiệm. Ví dụ sau khi anh thử nghiệm mình chạy như này rồi thì cái mà cái nhà kiểm định của Pháp đấy chẳng hạn đấy thì nó có thời gian nó xem được. Chưa kể cái hồ sơ mà tôi không thể biết hết được hiệu quả sử dụng đến đâu và khi vận hành thì hiệu quả đến đâu, thì tôi vẫn là quan tâm vấn đề đó. Với 2021 thì có lẽ không phải được. Để này quá chậm rồi, còn để 2021 không vận hành nữa thì có lẽ không còn gì mà nói nữa về cái công trình này.